Hello, xin chào anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay thì em xin chia sẻ anh chị một cái loạt xe, đó là một vài những dòng xe dưới 200 và một vài dòng xe trên 200. Ở ngoài cùng bên màn hình, bên trái màn hình của anh chị đẩy về phía bên phải, đó là chiếc xe Vios đời 2008. Nó là một trong những chiếc xe mà giá tiền bây giờ thì nó khoảng hơn 200 triệu. Xe cũng rất là cứng xe và nó cũng khá là căng xe. Đây là một chiếc xe Vios mà anh chị có thể thấy rằng là nó là một trong cái dòng xe mà được rất nhiều người ưa chuộng. Và bên cạnh nữa, nó gồm có rất nhiều những cái tính năng mà giúp cho anh chị có thể đi gia đình tuyệt vời. Đó là nó tiết kiệm nhiên liệu và xe không có dịch vụ gì. Chúng ta có thể nhìn thấy hoàn toàn những chiếc xe này. Anh chị có thể thấy nhìn thấy hoàn toàn chiếc xe này là nó là một chiếc xe mà không có bất kỳ một chút lỗi nào, hay là nó có một cái chút tật nào. Và nếu mà tật ở đây hay là lỗi ở đây là em nói là xe nó bị va đụng hoặc xe nó bị cán đụng anh chị ạ. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cái phần bô lăng, củ số, nội thất, táp lô, táp ly, máy, cabo, quả số này. Bàn chân côn, chân phanh, khóa cửa này, khoang máy đây. Đây toàn bộ phần khoang máy này anh chị này. Ốc máy là những con ốc này là ốc chưa bao giờ có da nhé. Ốc con trên thì là da rồi, thì nó là phần mà tai máy phát thì không nói, còn ốc phần dưới là còn nguyên. Đấy. Khoang máy đây là cabo này. Bên cạnh là một chiếc xe Morning đời 2009, số tự động, xe xuất sắc. Và một chiếc xe Vios nữa đời 2005. Thế thì ngoài cùng là một chiếc em to cao đẹp trai, đó là Mazda BT50 đời 2016. Và anh chị có thể nhìn thấy rằng là nội thất của em này đây. Xe cũng cứng và rất là căng, nội thất nguyên nỉ luôn. Dòng xe này thì đi rất là sướng anh chị nhé. Dòng này đi rất là sướng, từ hệ thống gầm máy cho đến nội thất của nó đi rất là sướng, và nó có thùng chụp thể thao rồi. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái khung thùng chụp thể thao này, thùng rất là đẹp. Hôm nay có bác ấy nhìn cái xe nó sơn nó đẹp như thế này, bác lại bảo là bác ấy hỏi cái thùng sơn lại rồi, thì đương nhiên cái thùng này thì nó không thể là thùng nguyên bản được. Thứ hai nữa, nó không thể là cái thùng theo nhà máy, bởi vì thùng này là thùng lắp thêm, nó có thêm cả chìa khóa ở trên kia. Và cái thứ nó là một trong những cái chiếc xe mà thùng nó thể thao. Bác nào bác lại đi khóa cái thùng của em mất rồi. Đây, nó có chìa khóa đây. Đây là chìa khóa của chiếc thùng chụp này. Thì cái thùng chụp này ấy, là cái thùng mà nó chứa được đồ. Bên cạnh nữa, nó cũng an toàn hơn cho khi chúng ta để đồ ở trên này, chúng ta không lo sợ gì bị nó bị mất cả. Kéo lên. Đấy. Cái khóa này anh chị nhá, cái khóa này là giúp nó khóa, nó sẽ đẩy hai cái thanh này ngang sang này. Chúng ta để vào đây, chúng ta để vào giữa này. Chúng ta khóa lại là chúng ta sẽ không mở được nữa. Chúng ta vặn quay ngược lại này. Đẩy lên trên này nhá. Không, vặn quay ngược lại như này là chúng ta có thể kéo cái thùng lên.
Đấy. Thì để cho chúng ta chứa đồ. Đấy, đây là toàn bộ phần phía thùng. Đây là toàn bộ phần phía thùng của chiếc bán tải này. Đấy, xong bên cạnh chúng ta sẽ có thể nhìn qua phần máy. Đây là toàn bộ phần sườn xe này. Lốp thì con này thì nó cũng được. Xe em đi bụi bẩn. Hôm qua em lôi đi em phang vào mấy cái đường nó lầy lội trong kia. Anh chị nhìn sắt siêu này thì miễn chê rồi. Bô lăng cửa sổ nó đây. Đấy thì cái giá tiền đầu tiên em sẽ đọc cái giá của cái con chiếc xe ngoài cùng chồng cabo và cái con Vios. Đó là con ấy là 2,5 triệu. Con bên cạnh là 195 triệu. Con Vios tiếp theo là con là 172 triệu bao rút hồ sơ. Và tiếp tục chiếc bán tải này là 406 gọi lộc lá một chút xíu. Máy nguyên, nội thất đẹp và xe một chủ luôn. Thế thì ngày hôm nay cái hôm nó lên bẩn thì nó không có đây. Nhưng ngày hôm nay thì anh chị có thể nhìn thấy chi tiết phần nội thất của nó luôn này. Nhìn sâu xuống dưới. Và toàn bộ phần giằng giật của nó. Để giúp cho anh chị có thể là nhìn được kỹ hơn. Cabo này. Hay tất cả từ những cái đinh bấm của nó này. Đinh bấm vòng quanh như thế này. Chữ này biểu tượng của Mazda này. Đấy, những cái đinh bấm này. Tất cả những đinh bấm của nó còn hết luôn. Đối với dòng bán tải này thì nó là một cái dòng xe mà đi tốt trên nhiều những địa hình khác nhau. Và chạy nó khá mượt. Thì đó là cái video chia sẻ báo giá cho anh chị về cái loạt xe hiện tại đang có ở đây. Đấy, các bác nhìn thấy rằng là nhiều bác cứ hỏi bảo là xe cái tầm 200 chạy được không. Chiếc lá lốt kia là anh chị biết rằng là nó đời 2002-2003. Các bác vẫn đang tập lái, vẫn đang dạy lái ầm ầm. Mà xe dạy lái thì bao giờ cũng vậy, nó sẽ hỏng nhanh hơn. Bởi vì là như này, về cơ bản thì xe nó không có gì đi nhiều. Nhưng mà nó lại cái dòng xe mà hay ga nhiều, đạp côn hay xoa côn nhiều. Và thậm chí đôi khi các bác chưa đạp côn các bác đã đóng số rồi. Cho nên là đối với những cái dòng xe gia đình này thì anh chị yên tâm rằng là chúng ta còn chạy thoải mái anh chị nhá. Tha hồ chạy và tha hồ đi, tha hồ lao. Không có gì phải băn khoăn và không có gì phải thắc mắc về những cái tầm tiền đó như vậy cả. Thì đó là video chia sẻ anh chị về cái cách để lựa chọn những cái dòng xe và cái giá của những con xe thời điểm hiện tại đang có ở đây. Cảm ơn chị theo dõi video và chúc anh chị một ngày mới vô cùng tuyệt vời, hạnh phúc, vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.